Xin chào tất cả các bác, em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài, em đến từ Lai Châu ạ. Và hôm nay thì em về lô cán mèo mới, cán này là cán gỗ chắc nhé. Cán gỗ chắc, em đã hoàn thiện hết rồi, bánh bóng và phun sơn hết rồi. Các bác về chỉ việc mình chêm cán và sử dụng thôi ạ. Đây là cán dao mèo gỗ chắc, với cái gỗ này thì khi mà hoàn thiện xong thì cán nó sẽ không bị nứt luôn các bác nhé. Cán rất là đẹp. Và giá tiền là 60.000 một cán. Nếu mà các bác mua kèm đơn thì không mất ship. Còn các bác mua lẻ 1-2 cán hoặc mấy cán thì tiền ship toàn quốc là 25k các bác cộng thêm nhé. Tại vì phí ship này thì để em trả cho bên vận chuyển, họ giao đến tận nhà cho các bác, nên là bác nào cũng phải bỏ nếu mà các bác mua 1-2 cán. Và cán thì em sẽ hoàn thiện nó như thế này. Nó hơi cong một chút, khía vân trúc để nó không bị trơn tuột khi mà các bác sử dụng. Và em khoan lỗ sẵn rồi. Về nhà các bác chêm cán thì các bác sử dụng keo AB và mùn cưa để mình chêm vào cán nhé. Và bác nào mà mua cán dao và muốn mua phôi dao mèo thì em cũng có đủ các size phôi dao mèo đã hoàn thiện. Và rất là nhiều các bác nhận hàng phôi dao mèo của em thì đều đánh giá tốt hết, nên các bác cứ yên tâm về chất lượng. Thứ hai là về vỏ dao thì vỏ dao em có cái vỏ dao mèo 30. Nhiều bác là muốn mua lại thì em sẽ buộc dây và đồng xu như thế này. Hoàn thiện em gửi cho các bác là 130 một cái vỏ kèm đơn nhé. 130 một cái vỏ kèm đơn giúp em. Đây là cái dao mèo, vỏ dao mèo. Bác nào muốn mua vỏ dao thì là 130 một cái vỏ này nhé. Em buộc dây và đồng xu hết rồi. Đây là 10 cái vỏ em bỏ ra để gửi cho khách. Bác nào mua thì 130 một cái vỏ giúp em nhé. 130 một cái vỏ. Còn nếu mà các bác mua kèm dao thì em sẽ bớt đi. Nói chung là bớt từ cái tiền dao kia ra thôi, nên là nó mới rẻ hơn. Chứ còn bác nào mà mua vỏ không thì 130 một cái vỏ nhá. Em sẽ buộc thêm dây và đồng xu như thế này. Đấy. Bác nào mà thích mua vỏ không thì là 130 một cái nhé. Còn đây là cái cán gỗ chắc này. Các bác có thể xem. Đây em sẽ quay kỹ cho các bác. Đây là cán dao mèo gỗ chắc nhé. Các bác nhìn này, cán rất là chắc chắn và không bị nứt nẻ. Giá chỉ có 60k một cán thôi ạ. Có cả khâu, cả khoan lỗ như thế này sẵn rồi. Các bác về chỉ việc chêm thôi nhé. 60k một cán. Và cán này em thấy gỗ này rất là đẹp luôn. Các bác về chêm vào dao mèo là đẹp. Lần này thì em về nhiều hơn, số lượng thật nhiều để gửi đến các bác. Đây là khách của em còn đặt cán trơn nữa cơ. Đấy, cán trơn đó như này. Cán trơn này cũng là 60.000 một cái. Bác nào mà thích cán trơn thì đặt em bảo thợ làm nhé. Cũng 60.000 một cái này. Cán trơn hoặc cán khía vân trúc đều có hết các bác nhé. Đây ạ, cán trơn đấy. Gỗ chắc này em đánh giá là đẹp và xịn. Đẹp và xịn đây. Nên là bác nào mà muốn mua nâng cấp con dao này, thực ra cái cán nó làm cho con dao nó đẹp lên phải chiếm 50% luôn. Dao các bác rèn đẹp rồi, các bác mà chêm cán đẹp nữa thì dao nó sẽ rất là đẹp. Còn vân gỗ thì mỗi cái nó sẽ có vân khác nhau nhé. Đây là hàng tự nhiên, làm thủ công tự nhiên, nên là mỗi cái có một vân khác nhau. Cái vân này thì em không thể chọn được ấy, nên là nó cứ sơn lên là nó có vân khác nhau đấy. Bác nào mua cán cứ alo cho em Hoài theo hai số điện thoại là 0352 749 419 hoặc 0916 929 876 nhá. 0916 929 876. Cảm ơn các bác đã xem video. Và hôm nay em có một cái bình mật ong rừng thợ vừa mang về cho em. Bác nào mua luôn cả bình là 170.000 một cân. Bình này khoảng chục cân nhé. Bác nào muốn mua theo lít thì em vắt ra bán lít là 350 một lít thôi. Đây là mật ong rừng vừa mới lấy từ rừng về. Đó, bác nào muốn mua sản phẩm mật ong rừng hoặc là cán dao thì cứ alo cho em nhé. Em chào các bác, cảm ơn các bác đã xem video của em ạ.